Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và mình đang ngồi góc làm việc quen thuộc. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy trên bàn làm việc của mình nó trở nên minimalist chưa? Không có cái gì ngoài em laptop mà mình mới mượn ở bên Huawei. Đây là em Huawei MateBook D14, nhưng là bản nâng cấp xịn sò với AMD Ryzen 7 3700U và card đồ họa Vega 10 lận cơ. Giá thì 18 triệu nhưng mà nghe đâu nếu mà đặt trước thì các bạn còn được nhận cái bộ quà tặng lên tới 4,5 triệu, bao gồm có cả này là đồng hồ Huawei này, ba lô chuột Huawei này, lại còn tặng thêm cả một cái tai nghe chùm đầu gì đó nữa. Nói chung là các bạn cứ tham khảo thông qua link ở phía bên dưới cũng được, ok nhá. Các bạn sinh viên mà mua cái này về thì cứ phải nói là sẵn dùng luôn, cứ phải gọi là ngon chết. Thế thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một cách kỹ hơn về em D14 này để xem nó có thứ gì thú vị và vui hay là không nhá. Let's go. Rồi, đầu tiên thì cứ phải nói một chút về cái mặt thiết kế đã nhờ các bạn nhỉ, đúng không? Đây, nhìn mặt trước này, mặt trên là mặt kim loại. Đấy. Ghê chưa? Kim loại luôn, thậm chí mặt đáy. Đấy, kim loại full luôn nha. Và trong cái tầm giá khoảng 18 triệu như thế này thì đây là một trong những con hiếm hoi có cái thiết kế body full bằng kim loại như vậy. Và nhờ thế cái khả năng gọi là hoàn thiện sản phẩm như góc nhìn của mình đánh giá là rất là tốt. Và các bạn nhìn này, ôi trời, viền màn hình mỏng ghê chưa. Mỏng như vậy là bởi vì phía bên trên này Huawei đã không trang bị webcam mà họ đưa xuống phía bên dưới bàn phím. Ghê chưa. Thế nên là các bạn có thể thấy là phần viền mỏng rất đều và chúng ta có một thiết kế màn hình 14 inch, nhưng tổng thể nó chỉ tương đương với mấy cái laptop khoảng 13 inch trên thị trường thôi. Chúng ta vừa có một cái trải nghiệm thực sự là quá đã về mặt hiệu ứng thị giác luôn. Mà có cái này hay lắm này các bạn này. Chiu. À, lần đầu tiên vợ mình mở con này ra, vợ mình tưởng bẻ xuyên gãy. Vì nhìn nó là phát ra như này, xịn sò quá. Mà cái quan trọng nhá, các bạn nghe này, nhìn mình mở rất là tự tin, rất là chắc chắn. Bởi vì cái phần bản lề của em MateBook D14 này làm rất là ngon. Và các bạn có thể tự tin để mà bẻ cái này ra tầm 180 độ như vậy. Để mà chẳng may ví dụ như là chúng ta đang ngồi học nhóm với nhau đúng không, các bạn mà gõ như này gặp ra, ê, chúng mày nhìn đó, thoải mái tự tin. Và cái việc bản lề mở ra như vậy nó hầu như sẽ chỉ xuất hiện trên những mẫu laptop rất cao cấp mà thôi. Bao nhiêu? 18 triệu đấy. Được thực sự luôn. Đó. Nói chung thì thiết kế bên ngoài như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút về cái trải nghiệm sử dụng thực tế về nhiều thứ khác nhé. Thì có một thứ mà mình rất là thích trên cái D14 này, đó là cái thời lượng pin. Đây được kéo dài ra rất nhiều. Theo như chia sẻ của Huawei thì các bạn có thể xem phim với độ phân giải 1080p được 9,5 tiếng trên cái laptop này. 9,5 tiếng nha, ok. Và các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ đang là 75% và cái thông số nó dự kiến thì pin còn tới khoảng 7 tiếng 27 phút. Thực tế trong cái quá trình mà mình sử dụng cái laptop này với những tác vụ của mình, với Chrome, video trên YouTube, trả lời comment các thứ và đặc biệt là gõ content, thì nó có thể đáp ứng thoải mái được hơn 6 tiếng on screen, có những thời điểm khoảng gần 7 tiếng. Và với cái thời lượng pin như thế thì mình nghĩ rằng nó quá đủ để các bạn sử dụng học tập hàng ngày. Cái quan trọng là nó có thể sạc lại thông qua cổng USB Type-C. Bên trong hộp khi các bạn mua cũng được tặng kèm ổ sạc 65W, rất là gọn gàng để các bạn mang đi mang lại, ok. Và rõ ràng đây là một trong những cái điểm cộng thực sự có thể nói là đáng giá với trải nghiệm mà nó mang lại cho bản thân mình. Tiếp đến, bàn phím. Các bạn có thể thấy ngay một điều là bàn phím trên con D14 này có đèn nền. Và khi có đèn nền như thế, thực ra nó cũng không quá sáng đâu, nhưng mà rõ ràng nó có thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm làm việc trong những môi trường tiểu sáng một cách tốt hơn. Và quan trọng là bàn phím có kích thước rất là lớn, khoảng cách giữa các phím mình đánh giá hợp lý, và hành trình phím xuống khá là sâu, cái cảm giác gõ thì thực sự rất là ngon. Mà cái quan trọng là nó còn đẹp nữa. Đấy, nhìn cái kiểu thiết kế như này thì ai mà chê được đúng không? Đẹp không? Trackpad rất to, cảm giác di chuột các thứ trên này rất là sướng. Lướt lướt này, ui trời, ổn không? Đấy. Quá ok luôn. Mà các bạn thấy gì không? Đây là nút nguồn nhá, nhưng nó cũng là cảm biến vân tay một chạm. Mà các bạn thấy nó tốc độ mở nhanh ghê không? Chạm vào cái nhận luôn. Login vào trong Windows, trời ơi, nhanh vãi trưởng. Rồi, bây giờ thử trò này vui này. Mở lên. Đấy. Chạm. Trời ơi. Được. Trời. Nó lại hợp lý thực sự luôn. Rồi, bây giờ đến cái phần màn hình này thì chúng ta có kích thước là 14 inch và độ phân giải là Full HD. Và các bạn để ý thấy thì nó cũng được phủ một cái lớp mét chống chói để giúp các bạn có thể sử dụng ở rất nhiều những môi trường khác nhau mà không gặp bất cứ một khó khăn gì cả. Độ phủ màu của nó thì ở mức khá và nó phù hợp với những cái công việc văn phòng nhẹ nhàng. Nói chung là cái màn hình này thì
cũng không có điều gì để mình phải phàn nàn trong cái tầm giá của nó tại thị trường Việt Nam cả. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói đến thứ khác, đó là hiệu năng trong quá trình các bạn sử dụng. Con này sử dụng Ryzen 7 3700U, nó có 4x8 luồng và xung boost tối đa có thể lên tới 4.0GHz kèm với 8GB và 512GB bộ nhớ trong SSD luôn, xịn sò, tốc độ cao luôn, và nó có AMD Radeon Vega 10. Thì đương nhiên với cái hiệu năng của con máy này thì đây các bạn có thể thấy là mọi thứ trên nền Chrome nó quá mượt mà và nó quá đơn giản luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, quản lý kênh YouTube của mình này. Trời ơi, kéo đều luôn đấy. Mượt phá trường luôn. Nói chung là cái hiệu năng trong quá trình mà các bạn sử dụng thì những cái văn phòng nhẹ nhàng như thế này chắc là cũng không cần phải suy nghĩ đến nhiều. Cái quan trọng là với Radeon Vega 10 thì thậm chí mình có thể chơi CSGO được với mức FPS khoảng 100. Kinh không? Làm luôn game nhé các bạn nhé. Nhưng mà nói thật, chơi ổn thì ổn như thế thôi, nhưng mà cũng không có ai quá ham hố để mà chơi game trong một cái laptop kiểu mỏng gọn nhẹ như thế này đâu. Nhưng mà lâu lâu chống vã tí thì cũng được. Ok. Nhưng mà nói thật là chơi liên tục thì mình cũng không khuyến khích cho lắm đâu, nên hãy lưu ý một chút xíu nha. Rồi, hiệu năng như vậy là quá đủ rồi. Một vài những thứ cộng thêm trên những cái laptop của Huawei mà mình rất là thích, ví dụ như phần mềm PC Manager này, các bạn có một cái phần driver để chúng ta có thể check mọi những cái driver xem nó đã được update hay là chưa, và thậm chí là các bạn cũng có thể cài đặt và update mọi thứ đều rất nhanh ở đây. Nó sẽ đơn giản hóa mọi thứ để giúp các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn. Hay nếu như chúng ta kết nối điện thoại đến đây thì các bạn còn có thể backup được cả photo này, backup được cả video này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái tính năng gọi là Huawei Share để các bạn có thể sử dụng cái điện thoại trên cái máy tính này. Thì cái tính năng đó chắc là mình cũng đã chia sẻ trong những video trước đây về những mẫu laptop của Huawei rồi, nên là chắc mình cũng không phải demo lại quá nhiều. Và có một cái nữa cũng rất là thích, đó là Display Manager. Đó, với cái tính năng này thì các bạn có thể chuyển tông màn hình sang màu vàng để bảo vệ mắt này, hay chúng ta có thể tùy chỉnh cái tông màu ở đây. Đó, View Mode này. Đó. Đó. Vậy là mình đã cùng các bạn dạo một vòng với em Huawei MateBook D14 này. Thực sự thì với điều mà mình thích nhất trên cái laptop này, nó chính đến từ cái thiết kế của nó. Uầy, full kim loại, chắc chắn. Và nói thật, trong cái tầm giá khoảng 18 triệu chính hãng Việt Nam thì hiếm có con nào có chất lượng build quality và hoàn thiện tốt được giống như là con laptop này. Bên cạnh đó thì thiết kế của nó là quá đẹp, nhìn vào cái là thấy yêu luôn. Những cái trải nghiệm mà nó mang lại thực sự vẫn quá ok để giúp các bạn có thể xử lý những công việc hàng ngày một cách tốt nhất. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Huawei MateBook D14, các bạn cảm thấy thích tính năng gì nhất, các bạn thích thứ gì nhất? Hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Video của mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!